em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi, hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mình nói chút xíu về được tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ, tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú, và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ. Thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. Cũng bình thường ha. Dạ. Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà. Có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu sẽ người, tìm bạn một đối tượng tìm thế nào bạn? Mẫu người bạn gái của em á thì cao trên 1m55, rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em, gồm ba mẹ với lại anh của em. À rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng. Ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Em cao 1m72 chị. Rồi được, gì nữa em? Thân hình cân đối. Nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống không? Vì mà khán giả vỗ tay quá vậy. Em chào chị. Ồ, đẹp lạng quạng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác hơn chị, nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy, mình có chuẩn bị gì chưa, lấy nhau về mình ở dạ, đâu? Dạ chuẩn bị xong hết rồi, nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. À có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai đứa. Rồi để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng, nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần sạch sẽ thì sạch sẽ. Cần sạch sẽ sạch sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời
gia đình của em trai. Dạ, em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. À, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. À, em chào bác gái đi em. Dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chào anh. Cũng quà cảm ơn. Cảm ơn. À, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Không trần ạ. Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ồ dạ xin lỗi anh nha, tại nãy giờ em bối rối quá, em chưa có nghe kịp tên anh á anh. Dạ, anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh, bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Ừ. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á, hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh, miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được. Thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ, thì em cũng nghĩ vẫn làm con thì mình phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được, tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi, chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười chứ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương thì tới đây thì mình là có duyên mới gặp nhau ở đây thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng thì mọi người sẽ thiện qua cái em bí là em Linh ơi cứu em đang tỏ tình mà bí không dạ. Nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô em có dạ. Suy nghĩ sao nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy em thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em thế gì đó, thí dụ vậy. Rồi bắt đầu thì đứng lên đi gần tới nơi luôn, có thể nắm tay bạn ấy, nắm tay bạn ấy đi rồi nói lớn lên. Thì rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu. Thấy điện giật rồi anh lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi gì đó. Thế vậy em thấy em dễ thương, dễ mến. Mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào? Dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Em cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ em cũng thích ạ. Rồi thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây em có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi chúng ta sẽ rồi, có 3 tiếng đếm để quyết nha. Định bấm nút hay không bấm nút. Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em bấm. Ủa em bấm.
Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được, trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ, không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được, không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình. Về điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm, tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi. Dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn.